Rồi hello, xin chào anh em ha, xin chào anh em trở lại với kênh hàng Nhật Bãi anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đầu ngày nè, giá là chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Rồi anh em chuyển khoản đủ em bao ship, còn nhận hàng thanh toán anh em chịu phí ship giùm em. Rồi cái combo này bán giá là 180.000 anh em ha, 180.000 một cái combo này. Em đặt nó là mã số A15 ha, A15 180, anh em mua thì liên hệ em ha. Cây kìm này không là đủ tiền rồi nè, kìm này không 80.000. Rồi trong combo này nó có cái cọng dây cho mình nhảy dây nha. Đó, có tay quay nè. Đó, rồi nó có cái dao của hãng này hãng gì ha, mà nó bị mẻ nè, với cái hãng của Kai nè, cái dao của Kai nó bị gãy cán vậy nên mình hàng vô. Rồi kìm nè, cuôi gụ nè, 14 nè ha, 17-14 nè. Đây kéo này xịn nè, kéo xịn nè, kéo ha, kéo nè, dao gọt giấy nè, nhấp chỉ nè, có kéo này im nè, kéo này xếp cái quay lại được. Còn mấy cây vít ha, mấy cây vít. Rồi mới này em bán cho anh em là 180.000 A15 ha, A15 180.